Cô cho tụi con một cơ hội được không cô? Tụi con sẽ giúp Kỳ học giỏi hơn. Con có tự tin quá không vậy? Cái con Kỳ này nè, vừa học dở, vừa làm biếng, vừa ly lợm nữa. Cái đó là nhiều khi nó do cái gen đấy. Cái gen gì? Cái gen nó nhiều khi thì nó giống bố nó. Cô cứ giao Kỳ cho tụi con đi, tụi con sẽ dạy Kỳ học thêm. Nè, dạy và học là hai chuyện khác nhau nghe con. Con suy nghĩ cho kỹ nha. Dạ, cái đó thì con có thể đảm bảo được. Tại vì hồi đó con có dạy mấy đứa ở xóm con dưới quê á, tụi nó còn làm biếng hơn nè, tụi nó học dở hơn, mà tụi nó lì hơn Kỳ nhiều lắm. Đúng rồi đó mẹ. Mẹ cho tụi con học chung, chơi chung với nhau nha mẹ. Đúng rồi đó cô. Với lại mẹ thấy vậy thôi chứ con á hả, là con chịu học là con thông minh lắm, con nói thiệt á. Trời ơi, con nghĩ mẹ là ai? Mẹ là mẹ của con, mẹ không hiểu con hay sao? Mẹ không cho hả? Là con không có leo gì đó đâu mà con nhảy thẳng xuống dưới luôn á. Mẹ không tin con hả? À? Ở đây nè nè nè, con tính làm gì vậy hả? Thì con nhảy xuống cho mẹ coi. Nó mà nhảy xuống là trên cao còn lá úa lá xanh kia rụng rồi đấy. Trời ơi, nói cái gì tầm bậy vậy? Con ngồi lên ghế đi. Nhưng mà mẹ cho đi thì con ngồi. Mẹ đồng ý. Lần này là lần cuối cùng nghe chưa? Thế coi như là em đồng ý rồi gì? Dạ. Dạ. Xong. Ui. Mẹ ơi. Trời đất ơi. Con chỉ cần thăng hạng là được đúng không mẹ? Tất nhiên, phải đưa kết quả học tập thật là tốt cho mẹ. Còn nếu không á thì tụi con giải tán, rõ chưa? Dạ. Đi. Tụi con về rồi hả? Thưa mẹ, con mới về. Con chào cô. Ừ. Con chào nè, cô. Nè, về đúng lúc quá. Cô cắt trái cây hết trơn rồi, để cho tụi con vừa ăn vừa học cho nó mát đó. Cảm ơn mẹ. Và đây sẽ là góc học tập của tụi con. Hả? Mẹ. Sao mà ngồi học chỗ này được? Ủa, có gì đâu mà không được. Con nhìn đi, ở đây vừa thoáng nè, vừa rộng nè, mà cần cái gì á là có mẹ hỗ trợ liền. Trời ơi, mẹ giám sát chứ mẹ hỗ trợ cái gì. Ở đây á hả, không có thoải mái tí nào hết trơn. Con muốn lên phòng học à? Học ở đâu mà không được? Con không muốn lên phòng học mới thoải mái. Ngồi ở đây á hả, con cả buổi cũng không nhét được chữ nào đâu. Vậy thôi, lên phòng học cũng được. Nhưng mà phải mở cửa ra nghe. Chứ ở trong phòng đóng cửa lại á, rồi làm ba cái bảo vệ môi trường gì đó là không có được đâu. Tụi con biết mà mẹ. Thôi tụi con lên phòng học nha. Nè, cầm cái này lên. Đã. Đi. À, bây giờ mình kể tên các nước trong khối ASEAN ha. Kỳ, thử coi. Còn câu nào dễ hơn không? Dễ thiệt à. Việt Nam nè, Thái Lan nè, Singapore nè, Philippines nè, Lào nè, Campuchia nè, Malaysia, Myanmar, Indonesia, Trung Timor. Cái gì nữa ta? Dễ mà. Còn một nước nữa, ráng nhớ coi. Tôi nhớ chứ bộ. Tại tự nhiên mấy người hỏi gấp quá tôi quên thôi à. Nói coi cái gì ta? Có nước cam nè thì con. Dạ con cảm ơn cô. Ý da. Cảm ơn mẹ. Ngon quá. Bây giờ gợi ý nha. Cái nước gì mà đã từng đá SEA Games với mình mà được treo thưởng tới 20 triệu đô la nếu như mà cầm hòa được Việt Nam mình? À, Brunei đúng không? Trời ơi, làm sao tôi quên được. Trong đội bóng đó là có Hoàng Tử nè, người giàu, người đẹp trai nữa. Trời ơi, tôi hóng nhất là cái tên nhà anh đó đó. Trời ơi, kiến thức thì không nhớ. Nhớ gì đâu không à. Mẹ, thì bây giờ thời đại 4.0 mà học sinh tụi con á không những học trong sách giáo khoa đâu mà còn học từ nhiều nguồn nữa. Con chỉ giỏi chống chế thôi à. Mẹ không có biết 4.0 hay 5.0 gì hết. Con liệu mà lo học đi,
ở đó mà lo chuyện bao đồng. Mẹ này, con bảo vệ môi trường mà mẹ nói chuyện bao đồng. Ai cũng nghĩ là chuyện bao đồng á, bởi vì ai cũng vô tâm. Có mình con là hoạt động mà. Mẹ không cần biết, đợt này thi mà không xong á là mẹ dẹp hết. Nghe chưa mấy đứa? Ngồi dậy học giùm tôi cái đi. Hồi mẹ mà vô bây giờ. Sự tán sắc ánh sáng là sự phân tách một chùm ánh sáng phức tạp thành các chùm ánh sáng đơn sắc. Ừ, đúng rồi đó. Còn... nhưng mà Kỳ có biết ánh sáng đơn sắc là gì không? Nó có... nói cho bà nghe nè. Ánh sáng đơn sắc á, là ánh sáng có một màu nhất định. Đúng rồi. Và nhưng không mà... bị tán sắc khi có truyền nghĩa... qua lăng kính. Thôi! Trời ơi! Hôm nay tôi học á là bà ngồi năm qua tôi học rồi đó. Muốn banh cái đầu luôn rồi nè. Vậy thôi nghỉ chút đi. Đúng rồi đó. Nghỉ chút đi cho đầu óc minh mẫn. Chứ học từ sáng tới giờ chữ nó bính ngu luôn rồi nè. À, Ly, đi có thể xuống dưới lấy cho Kỳ một chút trái cây được không? Thế mà Đạt, ông có muốn ăn cái gì không? Ừ, ăn gì không? Ta hỏi kìa. Cái gì cũng được. Lấy đại đi Vi ơi. Ừ. Để tôi đi lấy. Trời ơi, sống sướng. Ngon quá ha. Ê, hồi nãy bà gọt xong á, vỏ của trái táo bà để đâu rồi? Cái này á, bà tái chế lại trồng cây á là tốt lắm luôn á. Tôi đâu có biết đâu, nãy mẹ bà gọt mà. Mẹ đưa bà. Thôi, lo học bài đi. Mà công nhận, mấy người giỏi thiệt ha. Mấy người có thể nhét một đống dưỡng như vậy vô nè. Đôi lúc, ngán lắm. Nhưng mà, tụi tôi đã cố gắng tìm những cái gì mình thích để đưa vào những cái bài tập. Đúng rồi đó. Tôi thấy á, dùng những thứ mình thích á để mà áp dụng vô dễ học hơn á. Rồi học. Thôi, bây giờ Đạt sẽ ví dụ vậy nha. Ví dụ như bài tập hình học. Thì đây là hình tròn. Mình sẽ vẽ một hình tròn và tượng trưng cho cái môi trường sống của chúng ta. Môi trường hả? Đúng rồi, môi trường sống của chúng ta, đúng không? Ừ. Nhưng mà tự nhiên sẽ có một cái mặt phẳng nó cắt ngang qua chia cái hình tròn thành hai khu vực. Một khu vực đó chính là môi trường sống vẫn còn trong lành. Ừ. Và một khu vực là đã bị ô nhiễm. Ừ. Sao nữa? Đúng rồi. Mặt phẳng này á là biểu tượng của chất thải gây ô nhiễm. Bà tính mà diện tích của cái mặt phẳng đó thì bà tính cái gì? Mức độ ô nhiễm. Đó, thấy dễ hơn không? Đó thấy chưa? Ừ. Mà tôi thấy á, bà muốn bảo vệ môi trường á thì phải cố gắng học cho giỏi. Sau này có tiếng nói người ta mới tin bà được chứ. Thôi, hôm nay tụi mình học tới đây thôi. Đạt phải đi về. Tôi đang có hứng học mà. Đạt có việc, Đạt phải về thôi. Thôi để cho Đạt về. Tụi mình gặp sau nha. Bà giải tôi cái vụ ô nhiễm á. Được. Cái này là cái mặt phẳng gì đó. Bà ví dụ cho tôi coi đi. Bye bye nha. Bye bye. Ví dụ nha. Cái miếng táo này á là mặt phẳng. Một mặt phẳng môi trường sống. Phân nửa miếng táo này là một môi trường trong sạch. Còn phân nửa miếng táo này á là môi trường ô nhiễm. Vậy á, bây giờ tôi muốn tái chế thì cái phần nó nằm ở đâu? Câu 1. Nhân vật nào không có mặt tại hội nghị với anh ta? A. Roosevelt. B. Stalin. C. De Gaulle. D. Churchill. Tôi chọn câu C. De Gaulle. Đúng rồi. Yeah. Câu 2. Quân đội nước nào sẽ chiếm đóng ở lãnh thổ Tây Đức, Tây Berlin, Italia, Nhật Bản, Nam Triều Tiên sau chiến tranh theo quyết định của hội nghị Yalta? Tôi chọn câu B. Mỹ. Câu tiếp theo. Quân đội nước nào sẽ chiếm đóng ở Đông Đức, Đông Berlin, các nước Đông Âu, Bắc Triều Tiên sau chiến tranh theo quyết định của hội nghị Yalta? Tôi chọn câu A. Liên Xô. Yeah, đúng luôn. Yeah. Với cái trình độ này thì bà sẽ qua môn dễ rồi. Ừ.
không có gì hợp tác gì hết. Tình luôn á. Nhưng mà nói nghe nè, tôi thấy cái file này đó hả, quên mình phải nghe lại nữa cho an toàn. Câu 1, nhân vật nào không có mặt tại hội nghị với anh ta? A. Rudaven, B. Stalin, C. De Gaulle, D. Churchill. Tôi thấy cái file này là tự nhiên nhất rồi đó. Chừng nữa hả, tôi với bà VD là ông ở trong đây, ông chỉ việc bật cái file này lên, càng lớn càng tốt, là đảm bảo với ông mẹ tôi sẽ không có biết đâu. Ê, nhưng mà lỡ mẹ bà đi vô phòng rồi sao? Trời ơi, ông yên tâm đi. Tôi nói với mẹ đây là một cái kỳ thi rất là cam go, không muốn bị làm phiền. Với lại mẹ tôi đứng ở ngoài mà nghe tiếng của tụi mình học là không bao giờ làm phiền luôn. Mẹ bà cũng đi vô phòng đó. Hôm bữa là khác, nhưng mà hôm nay là tôi chắc chắn với ông luôn. Yên tâm nha, nha, nha. Thầy, có một mình tôi ở trong phòng à. Rồi lỡ có cái... Bây giờ cứ yên tâm. Thì có một mình tôi ở đây, mấy người muốn nói gì mà không được. Kẹt xe làm sao? Trời ơi, ông yên tâm đi. Giờ đó làm gì kẹt xe, tôi đi qua tôi biết mà. Tôi sẽ nhắc Kỳ về đúng giờ. Vậy nha, vậy tụi mình cứ theo kế hoạch mà làm. Kế hoạch gì vậy con? Ba đứa đang có âm mưu gì đúng không? Dạ, không có mẹ. Tụi con đang bàn kế hoạch ôn thi á. Kế hoạch gì, nói con nghe đi Đạt. Dạ con tại tôi có định ngày nào cũng qua đây học nhóm đó cô. Đúng rồi đó mẹ. Ủa, nếu mà học nhóm thì là bình thường thôi mà, tốt mà, có gì đâu mà Đạt ấp áp úng vậy. Dạ tại con mẹ tại á Đạt ngại á mẹ, ngày nào qua học thấy mẹ cũng chuẩn bị trái cây vậy nè, cho nên là Đạt ngại chứ không có gì đâu. Là con ngại cái vụ này á hả? Trời ơi, thiệt tình à, tụi con qua đây học với Kỳ á là cô cảm ơn không hết. Cái gì đâu mà ngại, tụi con cứ bảo ban nhau học như vậy nha. Dạ. Ăn trái cây đi. Dạ con cảm ơn mẹ. Học tiếp đi nha con. Dạ. Làm gì? Thôi nhưng mà tôi thấy tôi không làm cái vụ này được đâu, tôi nói dối dở lắm luôn á. Trời ơi, có ai bắt ông nói dối đâu. Bây giờ ông chỉ việc ngồi im ở trong phòng, thấy nguy hiểm thì bật cái file ghi âm này lên, vậy thôi. Với lại á, cái file ghi âm này là để dự phòng thôi, có khi không cần dùng tới nữa. Ừ, tôi với bà Phi á đi chỉ có 2 tiếng sẽ về nha, yên tâm nha. Được không? Rồi lỡ kẹt xe sao? Trời ơi, ông yên tâm đi, giờ đó làm gì kẹt xe, tôi đi qua tôi biết mà. Tôi sẽ nhắc Kỳ về đúng giờ. Vậy nha, vậy tụi mình cứ theo kế hoạch mà làm. Biết trước vậy không nghe lời Kỳ đâu. Giờ không biết làm cách nào đối phó với cô Khanh nữa. Đáng ghê rồi, lỡ mà. Kế hoạch đại nghịch bất đạo này là của cậu phải không? Không, không phải con luôn cô. Vậy thì của ai? Dạ, tất cả kế hoạch là của Kỳ hết đó cô.